Chào mừng quý vị và các đồng chí đón xem chuyên mục An ninh Điện Biên. Trong chuyên mục tối ngày 28 tháng 4 hôm nay, sau mục Vì nhân dân phục vụ là phần tin an ninh trật tự. Cuối chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục Chuyển đổi số quốc gia. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chi tiết. Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế đối với Trung tá Nguyễn Anh Dũng, đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm và yêu cầu Trung tá Nguyễn Anh Dũng trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an tổ chức trực tuyến hội thảo bình luận khoa học cuốn sách Chủ quyền không gian mạng, yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia của tác giả giáo sư tiến sĩ Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có Đại tá Giàng Páo Xính, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh. Hội thảo là diễn đàn để trao đổi làm rõ những vấn đề khoa học được đề cập trong cuốn sách Chủ quyền không gian mạng, yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia do Đại tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng gồm nhận thức về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và những vấn đề tác động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, vị trí vai trò của mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, kết quả kinh nghiệm thực tiễn trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và những khó khăn vướng mắc, phương hướng giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tận dụng tối đa không gian mạng để phát triển kinh tế xã hội văn hóa và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định cuốn sách Chủ quyền không gian mạng, yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Đồng chí yêu cầu công an các đơn vị địa phương trên cơ sở nội dung cuốn sách cũng như căn cứ chức năng nhiệm vụ địa bàn phụ trách để triển khai các giải pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả. Công an tỉnh Điện Biên vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2022. Trong thời gian 5 ngày, học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng được quán triệt những chuyên đề gồm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được quán triệt những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 4, Đoàn cơ sở Công an thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an thành phố, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn thành phố Điện Biên Phủ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Điện Biên Phủ cùng sự quan tâm phối hợp của đoàn các cấp, nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Công an thành phố Điện Biên Phủ đã luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, được các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trên 100 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, phối hợp bắt giữ 300 vụ trên 300 đối tượng phạm tội về hình sự kinh tế ma túy, vật chứng thu giữ trên 30 bánh heroin, trên 400.000 viên ma túy tổng hợp.
Với tinh thần hết việc không hết giờ, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã tích cực chủ động thực hiện hiệu quả hai dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Qua đó đã tiếp nhận trên 20.000 hồ sơ, góp phần hướng tới chính phủ điện tử trong tương lai. Tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt nhân dân về luật phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia. Hoạt động thiện nguyện được triển khai hoạt động theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, vận động đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ, chung tay phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội đoàn cơ sở và văn kiện đại hội đoàn cấp trên, bầu ban chấp hành đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí, Thượng úy Trần Anh Ninh giữ chức vụ Bí thư đoàn cơ sở Công an thành phố khóa 11 nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Điện Biên Phủ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 26 tháng 4 năm 2022, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc, Đại tá Lò Văn Cụt, Phó Bí thư, Đảng ủy Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ Mào Văn Long, nguyên cán bộ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2022 trên diện tích 100m² với tổng số tiền 500 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng, Công an tỉnh Điện Biên 50 triệu đồng, Đoàn Thanh niên của Cục Tổ chức Cán bộ 10 triệu đồng, gia đình 340 triệu đồng. Đây là món quà tình nghĩa thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn của ngành công an trao tặng cho gia đình chị Phạm Thị Phúc, vợ liệt sĩ Mào Văn Long, nhằm thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Mào Văn Long, nguyên cán bộ Phòng An ninh Nội địa, hy sinh ngày 18 tháng 2 năm 2018, trong khi làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lò Văn Cụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã động viên gia đình thân nhân liệt sĩ Mào Văn Long cố gắng khắc phục mọi khó khăn, yên tâm làm ăn, sinh sống, trở thành công dân có ích cho xã hội, tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng công an nhân dân và sự đóng góp hy sinh của liệt sĩ Mào Văn Long đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 22 tháng 4, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên sâu về luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên, có tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh, lãnh đạo và chỉ huy các đội công tác có chức năng phòng chống tội phạm về môi trường, công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 chương 171 điều, được kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cộng đồng dân cư hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng đã được tiếp thu các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, giới thiệu những điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020 so với luật bảo vệ môi trường năm 2014, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định số 08 ngày 4 tháng 4 năm 2022 về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, các cá nhân tổ chức nghiên cứu thực hiện các nội quy, quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập huấn các kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, tổ chức phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi quản lý,
Việc thiết kế xây dựng nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, thi công theo đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, nguy cơ gây cháy nổ trong phạm vi quản lý của mình. Trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và bảo quản sử dụng chất cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp kinh doanh cần bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Việc triển khai các quy định về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Điện Biên góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, không để tình huống cháy nổ có thể xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, ổn định, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm cảnh vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến giao thông. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên an ninh Điện Biên sau 10 ngày ra quân. Nhóm phóng viên an ninh Điện Biên theo chân đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động công an thành phố Điện Biên Phủ thực hiện nhiệm vụ tại đường Võ Nguyên Giáp, khu vực chân tượng đài thành phố Điện Biên Phủ. Chỉ trong thời gian 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe mô tô. Những vi phạm tập trung chủ yếu vào người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ. Và việc vi phạm chủ yếu là cái nồng độ cồn, thứ hai là cái chỗ giấy phép lái xe, thứ ba là trong lứa tuổi và chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy và xe mô tô. Chúng tôi đã tiến hành xử lý những trường hợp nghiêm, trường hợp là cũng là cái nguyên nhân để xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh duy trì các chốt kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm và các khung giờ cao điểm để kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng cố ý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm về trật tự xã hội trên địa bàn. Công an Điện Biên cũng đã chủ động lập các tổ công tác tăng cường tuần tra chốt chặn tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chở dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, sang khách chạy không đúng lịch trình, tuyến đường, thời gian quy định. Sau 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức triển khai 215 lượt tuần tra kiểm soát, 977 lượt cán bộ chiến sĩ ra quân, phát hiện 1.073 trường hợp vi phạm, lập biên bản 980 trường hợp, tước 54 giấy phép lái xe, xử phạt vi phạm hành chính 838.254.000 đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, góp phần cho nhân dân và du khách thập phương đón dịp nghỉ lễ và mùa du lịch an toàn, lành mạnh. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân, sinh năm 1978, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1, điều 360 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khương, sinh năm 1965, cán bộ hợp đồng của Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 355 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu hồi của 48 công nhân nhận giao khoán đất của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Điện Biên, Nguyễn Thị Khương đã có hành vi nhiều lần yêu cầu các công nhân phải trích lại 30% số tiền được đền bù thì mới xin duyệt phương án cho các công nhân được hưởng thụ. Sau khi phương án đền bù được Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phê duyệt, Nguyễn Thị Khương đã nhận của các công nhân tổng cộng 1 tỷ 850 triệu đồng, số tiền đối tượng đã tiêu xài cá nhân. Nguyễn Thị Khương là nhân viên hợp đồng lao động ngoài biên chế, được Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ ký thuê vào cuối năm 2020. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã lập biên bản xử lý đối với lái xe NVM trú tại Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ với hành vi vi phạm không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Quy định tại điểm B khoản 6 điều 5 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ với mức xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Để xây dựng hình ảnh Điện Biên văn minh, thân thiện, an toàn trong mắt du khách và các đoàn đến tham quan làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị nhân dân khi tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, các quy định về tránh vượt và nhường đường, đặc biệt đối với những đoàn xe và các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định. Thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, xác định và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai dịch vụ công nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Điều kiện nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến. Để sử dụng được dịch vụ này, trước hết người dân phải sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia vào mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, khai báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm và chọn ngân hàng để nộp phạt. Ngoài ra, người nộp phạt cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho cơ quan công an, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, kiểm tra cẩn thận tài khoản ngân hàng, tránh việc sai sót trong việc chuyển tiền vi phạm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi hoàn thành việc nộp tiền phạt vi phạm theo đúng quy định, cần kiểm tra lại chứng từ. Hướng dẫn nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến. Bước 1. Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia dịchvucong.gov.vn. Bước 2. Kích vào phần thanh toán trực tuyến, chọn tiếp tra cứu, rồi đến thanh toán vi phạm giao thông. Bước 3. Điền các thông tin theo yêu cầu. Số biên bản chính là số biên bản vi phạm giao thông do cảnh sát giao thông lập. Họ tên người vi phạm, người có tên trong biên bản vi phạm giao thông. Chọn tỉnh, thành phố, đơn vị lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông. Ngày vi phạm chính là ngày xảy ra hành vi vi phạm giao thông được ghi trên biên bản vi phạm giao thông. Nhập mã bảo mật và ấn nút tra cứu. Bước 4. Chọn ngân hàng để thực hiện nộp phạt và làm theo hướng dẫn để nộp phạt số tiền vi phạm trong biên bản. Bước 5. Sau khi thanh toán thành công, người nộp phạt có thể chọn nhận lại giấy tờ tại nơi ra quyết định xử phạt hoặc qua đường bưu điện. Từ ngày 25 tháng 2, Bộ Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân. Mã định danh điện tử do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc cấp cho công dân Việt Nam là mã số duy nhất của mỗi công dân và không lặp lại ở cá nhân nào khác. Để có thêm thông tin hiểu biết về mã định danh điện tử cũng như các thủ tục để cấp mã định danh, Công an Điện Biên hướng dẫn tới nhân dân những nội dung cụ thể như sau. Mã số định danh điện tử là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. Đối với những người đã có căn cước công dân thì mã số định danh điện tử chính là dãy số gồm 12 số trên căn cước công dân. Đối với những người chưa có căn cước công dân thì bạn có thể tra cứu xem mã định danh điện tử của mình trên cổng dịch vụ công, quản lý cư trú của Bộ Công an hoặc đến cơ quan công an làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip thì có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử theo các bước và cung cấp các thông tin như sau. Bước 1. Công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử, email. Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu. Bước 2. Công dân thực hiện làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip điện tử, bao gồm thông tin nhân thân, thân nhân cùng thông tin sinh chắc.
Bước 3, cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip theo đúng quy định cấp căn cước công dân. Người dân sau đó sẽ có tài khoản định danh điện tử với tên đăng nhập là mã số định danh trên căn cước công dân và mật khẩu do Bộ Công an cấp qua tin nhắn để thay đổi. Việc sử dụng mã định danh điện tử sẽ giúp công dân bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn và có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà bằng mã định danh điện tử. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về hòm thư email bản tin andb@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân.